tháng 8 năm ngoái. Còn triệu chứng của mình là trước đây mình hơi bị khàn tiếng. Tháng 8 năm 2014 là chị phát hiện sơ đề thai đúng không ạ? Là mình đi khám phát hiện được mình là sơ đề thai. Còn mình có triệu chứng khàn tiếng khoảng 3-4 năm nay rồi. Thế là chị đang cắt hạt sơ vào tháng 3 vừa rồi đúng không? Chị cắt là tháng 9. Tháng 9 là tháng 9 năm 2020. Đấy là đầu tháng 9. Đấy là tháng 8 và tháng 9. Sau khi cắt lại đấy xong thì chị về thì chị cảm thấy tiếng của mình có được. Đơn điếu của anh em anh được. Nhưng mà sau đó thì mình cũng thấy nó cũng bị viêm họng đấy. Dạ vâng, thì là sau mình quyết định là mình dùng chuyển sang, nhiều người khuyên mình chuyển sang tiếng huyết thanh. Vâng, điều trị vừa hỗ trợ trong quá trình cắt hạt sơ này. Vâng, và mình muốn là thử phương pháp này mới xem như thế nào. Dạ vâng, tại vì mình bị tắc nghẽn viêm họng này. Dạ vâng, viêm họng hạt rồi. Nghĩa là cái ngoài cái hạt sơ huyết thanh là chỉ còn viêm họng hạt nữa. Chỉ có mạnh là cái nổi hạt ở đây. Trước khi mổ cái hạt sơ ấy là cái tình trạng cảm tiếng của chị nó diễn ra kéo dài trước, có cả chị biết là thường xuyên. Sau khi mổ thì nó cũng cải thiện hơn, nghĩa là đỡ hơn. Thế chị bắt đầu sử dụng cái tiêu huyết thanh từ bao giờ chị? Mình bắt đầu sử dụng vào ngày 18/3. À, bây giờ là được hơn 3 tháng đấy. Chị đã sử dụng cái sản phẩm tiêu huyết thanh được mấy hộp rồi chị? Chị sử dụng được hơn chục hộp rồi, gần 10 hộp rồi. Gần hết 15 hộp rồi. Kể từ ngày chị uống tiêu huyết thanh, chị có thấy cái tình trạng viêm họng của mình nó cũng có được cải thiện không ạ? Cũng đỡ viêm họng hơn đúng không ạ? Nói là dễ nghe hơn, không phải dùng đến máy trợ giảng nữa. À thế ạ, chị nghĩ là chị bỏ được máy trợ giảng đúng không ạ?